Hello, xin chào mọi người, mấy bạn ơi. Hôm nay đáng lẽ mình là ra video Minecraft mấy bạn, nhưng mà cái máy tính của mình nó bị cùi cùi mấy bạn ơi. Mình không thể nào quay video với máy tính của mình nữa. Hoặc là có, nhưng mà tại nó yếu quá nên mình không muốn xài nó nữa mấy bạn ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi lên GVN để mình build một cái thùng máy tính mới cho mình. Nghe đi xa là mình làm biến rồi mấy bạn, nhưng mà thôi kệ. Mình lên trên đó mình build một thùng máy tính mới để coi bên đó có các đồ quà gì xịn lắm, mình nghe nói là vậy. Thì bây giờ mình và các bạn cùng nhau đi đến GVN để build thùng máy tính mới mấy bạn ơi. Hôm nay em muốn lại đặng build một con máy tính anh. Lần trước em build con máy cho mèo á, em có đặt online, con máy nó gửi về nhanh với máy nó xịn thiệt. Nhưng mà kiểu lần này em muốn bên anh tư vấn cho em cấu hình nào mà mạnh nhất thế giới anh. Cũng không máy trước nữa hả? Em vừa nhìn thấy con này là em ưng rồi nè. Cái này là RTX 3090 luôn anh. What? Đúng rồi. Trời, bên anh có 3090 rồi hả? Đúng rồi, hầu như là hiện tại bây giờ là chưa ai có đâu. What? Lần trước em build con máy cho mèo là xịn lắm rồi, nhưng mà bây giờ em còn thấy 3090 nữa. Con này đối với trong lòng em là như công chúa vậy đó anh. Em ngủ em toàn mơ vậy nó không. Bây giờ anh có cách nào anh build cho em cái cấu hình nào mà có con này được không anh? Với lại con cạc đồ họa này nó quá xịn rồi. Em muốn có con CPU nào, nói đồ họa phải nói tới CPU, em muốn có con CPU nào mà nó xịn ngang tầm con này không? Có con hoàng tử này cho công chúa của em không anh? Anh cho hai con này hung ra con máy xịn xịn tí xíu cho em đi. Ok, để mình kiếm công chúa cho hoàng tử của bạn nha. Con này là i9 hả? Đúng rồi, i9 hệ 10 dòng K nha bạn. Thì K là 10.000. Trời, i9 10.850 Ka. Đâu, anh cho em coi thử con đó đi. Mà sao nó có hình Adventure nhìn hào hứng nha anh. Hiện tại là nó được tặng cái code game Adventure luôn nha. Tặng code game Adventure trị giá 1.4 triệu. Oh my god, đã quá vậy. Vậy anh cứ làm sao mà anh build cho em cái con máy nào mà xịn nhất với con cạc đồ họa này với con chip này nha. Với lại là tặng cho em luôn cái con game để em test thử cái cạc đồ họa này mới được anh ơi. Rồi, anh cứ setup cho em cái cấu hình nào xịn xịn nha anh. Bạn muốn coi con CPU này không? Có nha anh, em tự nhiên phải coi. Rồi mà anh đặt hàng online lên vậy luôn cho em hả? Wow. Thế là muốn coi bên ngoài thì mình hãy lấy luôn cho bạn cũng được anh, nha. Anh lấy cho em coi đi. Ok, bạn đợi xíu để mình lấy cho bạn nha. Ok anh. Cho anh coi nha. Con này mà anh livestream hay là chơi game hay gì bao la hết. Nếu mà bị bất cứ giật lắc thì có lên đây em refund lại tiền. Wow. Quá xịn luôn anh. i9 mà còn 10 nữa. Trời, đêm dòng 10 mà đi với con này nó trời ơi quá hợp anh ơi. Oh my god. Bây giờ em muốn đã có chip xịn rồi, đã có cặp đồ họa xịn rồi. Thôi, như vậy hai cái này là như vậy ha anh. Còn bao nhiêu rồi anh cứ lo hết cho em đi, làm sao mà cho em có một cái dàn máy tính mà xịn nhất trên cuộc đời này anh. Tại em livestream Minecraft, em chỉnh RTX trong video của em á, em không bị lắc á anh. Em cứ làm hết cho em đi. Chứ vậy là em quá ưng ý à anh ơi. Ok mấy bạn ơi, thùng máy nãy giờ mình build xong mấy bạn. Giá cực kỳ hạt tiêu luôn, giá nhỏ xíu bạn. Bây giờ mình có cạc đồ họa 3090 và co i9 đời 10 bạn. Đi build máy bạn ơi, ở đây mình có sẵn hai con này rồi, mình phải bưng hai con này qua bên cái trụ sở build máy bạn. Thật ra cái trụ sở build máy nó kế bên nè. Anh để mình bưng giùm nha. Nè, xong. Đi qua bên này mấy bạn ơi. Hồi nãy giờ mình thấy ta build máy bên này vui lắm mấy bạn. Ở góc nào đây? Mình không em build bên này à. Ở đây giúp mình nha. Bên này. Ok mấy bạn ơi, vậy là mình build máy ở khu vực này nha mọi người. Và người ta sẽ build máy cho mình xem luôn. Con máy của mình sẽ được build như thế nào, mình có thể nhìn toàn cảnh luôn nha mấy bạn. Bây giờ đợi anh build máy xong thì mấy bạn hãy dùm máy cùng anh mấy bạn ơi. Đây là những linh kiện mà tôi thích nhất. Nãy giờ tôi chọn lọc ra có nhiêu đây đó. i9, RAM, RX, full gigabyte luôn. Thì bây giờ này là bạn mình mấy bạn. Ông có thể chỉ tôi lắp cái con máy này không? Ok ha. Cái này là mình đầu tiên là phải gỡ men chứ, ông phải cho tôi khui không? Rồi. Trời ơi nó đẹp. Thực ra cái này là tôi cầm ra luôn không ông? Đúng rồi, mày cầm ra luôn. Tôi cầm một hồi là gãy chân, gãy cẳng người ta lé không? Ok. Hy vọng là mình không có làm gãy cái gì của mình mấy bạn ơi. Rồi cái này bên này. Cái này kêu bằng siêu. Siêu nè. Tháo cái này ra thơm lắm bạn. Bình thường ở nhà mình là mình đút cái mũi mình hửi nãy giờ các bạn. Nhưng mà cái này mình đang ngoài tiệm mình đút mình hửi vô ta chửi mình khùng mấy bạn ơi. Ok. Đẹp quá. Rồi dọn mâm trái cây lên rồi.
Giờ là trang trí không ơi? Cái này là i10 đúng không? Bây giờ mình chơi CPU trước ha. I9, chơi CPU này cui ga. Ok, cái này là code game nữa nè. Hấp dẫn với ta. Cái này khui sao ta? Ông khui giùm tôi đi, hồi nữa tôi sẽ bay CPU ra ngoài đó. Dân chuyên nghiệp khui có khác ha. Đây. Mở hai nút là lấy liền. Đây. Cái cục chích ác gì không mà tiền không mấy bạn ơi. Đó. Lạnh ngắt. Cái này mình chơi sao không? Ông mở cái này ra giúp tôi đi. Đó, mình là bạn bè gì mình không nhìn kỹ nha. Ok, ông nhìn kỹ nha, mình thấy cái mũi tên đây. Đặt nó vô đây. Mũi tên là mình chỉ vô đúng đây. Rồi, đúng rồi. Rồi. Ok. Hạ xuống. Có thể là vừa lắm rồi đó. Ok. Vừa mình đóng lại socket ha. Có cái này luôn hả? Đúng rồi. Mình không có rebuild ra. Tự bung ra. Rồi vậy là vô rồi đó mọi người. Mình lắp nha, chứ không phải là bạn này lắp nha mấy bạn. Ok, sau khi mà lắp xong CPU, để RAM qua một bên đi, từ từ mình tính. Bây giờ ông giúp tôi lắp cái card đồ họa 3090 của tôi được không? Rồi. Hàng nóng đó không? Phải khoan, cái này tôi phải khui ra không? Cái này của mình mấy bạn. Ok. Ui. Ok, cái này mình khui ra từ từ thôi mấy bạn ơi. Hay là cái mùi mới mấy bạn. Ủa cái này nó to quá vậy ta, nó to cái cả ở nhà của tôi ông ơi. Ôi chủ ơi. Giờ mình đang khui hàng đó bạn. Cái bột mũ này nó dai quá ta. Trời ơi trời. Mấy bạn thấy cái cạc đồ quả nó to vậy chưa mấy bạn? Lần đầu tiên mình cầm cái cạc đồ quả nó dài về sọc. Ok, vẫn là mấy cái cổng 8 pin không? Ui, nè cộng 8 pin nè, 2 cộng 8 pin đúng không? Tôi đúng nói rồi. Đúng không? Đúng rồi. Nhiều khi tôi ngu học tôi không biết. Ok, cái này lắp sao ta? Đây. Giúp cái này. Ra. Okay. Bật cái lẫy ra. Cái lẫy đâu ra? Đây, bật rồi. Lẫy đâu không? Rồi, bật rồi. Ok, mình lắp nó vô. Ok. Nó vô, đây, nó vô. Mình để xích này lại xíu. Rồi, ok. Ok. Ui, rung quá mấy bạn ơi. Vậy là vô á hả? Đúng rồi. Được các bạn ơi. Xong. Thấy bự không bạn? Cái men có khúc vậy. Cái này nó dài khúc vậy. Trời trời. To quá. Bây giờ thì mình sẽ lắp RAM mấy bạn ơi. RAM này cũng của Aorus luôn. RAM này có đèn LED nữa nè. Xịn ghê. Cái này là một cây là 2 cây 8GB vậy. Được không? Mình chia nhau chơi không ơi. Đó. Mình thấy follow bạn này mấy bạn ơi. Mình không biết khui mấy cái này. Ui. Cái này mình lắp xen kẽ ha. Hai cái này là 2 cái LED. Ok. Cái này 2 cái LED mình lắp xen kẽ. Mình sẽ mở ra hết. Đúng rồi. Đây. Đây đây ông cầm cái này đi. Okay. Rồi. Cầm cái. Mình phải khui bọc mũ chứ ông. Nó có bọc mũ á, có siêu không ơi. Đây, ông khui gì không khui siêu đi. Đồng nó bấm. Ôi. Nó như một tấm kiến mấy bạn ơi. Đây mình có khui luôn con đại bàng không? Không. Đại bàng này hả? Này xui luôn đi. Tôi nói là khui bọc mũ con đại bàng chứ không phải là tôi khui con đại bàng đâu. Cái này để bên này. Rồi cái mặt này nó quay vô mình không thấy được cái con đại bàng mấy bạn ơi. Cái này sao tôi gắn. Rồi đặt xuống. Rồi. Ok. Ấn bên này. Bên dưới. Ok, vô. Sao mình đắp con LED ở giữa ha? Rồi bây giờ mình mạnh ai nấy lắp không? Wow, đẹp ghê. Ok. Lúc nào mình cũng thích khui mùi đồ mới hết mấy bạn ơi. Bây giờ mình lắp xen kẽ hả? Chồng, con này kế lên, đúng rồi, con lắp rồi, con lắp. Ôi, sao tôi lắp, tôi thấy nó cứ lắp không vô thế nào á ông ơi. Vô rồi nè. Rồi. Ấn bên trước. Rồi. Rồi, vô nè, hai con. Rồi. Cái con này. Máy tính của mình mà mình tự lắp cái mình thấy rung rung mấy bạn ơi. Ôi ôi. Mình bị rén quá. Đó. Rồi giờ còn cây cuối cùng. Ừ từ lạnh ngắt. Ok. Vô nào, khởi động lên nào. Ôi ôi. Ok. Ngon lành. Rồi xong mấy bạn. Thì căn bản là máy tính của mình đã bao gồm là CPU, card đồ họa và RAM rồi. Ok ông ơi, giờ tôi thấy lắp vậy là xong rồi đó ông ơi. Bây giờ á, có gì tôi giao cho ông lắp á. Ông đi dây đi chứ tôi đi dây tôi không biết đi mất công rồi lại hư máy nữa.
thêm mấy bạn. Với lại mình nói cho mấy bạn nghe nè, sau khi con máy này được lắp xong thì nó sẽ được giao tới nhà mình trong vòng 24 tiếng mấy bạn, giống như con máy của mèo vậy đó. Với lại trong ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10 chúng ta có những cái event hấp dẫn dành cho sinh viên học sinh mấy bạn, đó là event Back to School. Thì có rất nhiều sản phẩm khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn như là laptop hoặc là linh kiện máy tính mấy bạn. Thì mấy bạn học sinh sinh viên có mua cái gì, các bạn đến đây thì bạn sẽ được các anh tư vấn, sẽ tư vấn nhiệt tình cho mấy bạn. Thì bạn hãy tham khảo tại web của GVN từ ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10 nha mọi người. Cuối cùng thì mình cũng lắp xong hết mọi thứ rồi mấy bạn. Bây giờ mình sẽ giao lại cho bên GVN, họ sẽ giao thùng máy cho mình sớm thôi mấy bạn ơi. Và nếu các bạn thích cái video đi mua thùng máy tính của anh Redwood thì bạn hãy comment lại phía dưới và để lại phần bình luận, anh sẽ thả like cho mọi người nha. Còn bây giờ thì anh đi về thôi. Bye bye. Bye bye ông. Bye bye cái ơi. Yeah, bye bye mọi người. Đây chính là thùng máy của mình. Do mình có thay đổi một số linh kiện trong thùng máy nên mình bị giao chậm hơn mấy bạn ơi. Nhưng mà không sao. Ui, nó nặng mấy bạn ơi, nhưng mà nhẹ hơn thùng của mèo nhiều. Ok, bây giờ thì mình sẽ khui thùng máy ra, mình kiểm tra coi hàng mình nhận được có như mình sắp xếp không mấy bạn. Ở bên này người ta có cho mình cái thùng giấy cáp nguồn nè. Ok, giờ khui từ đây ha. Ok, cái này của mình đã bị lỗi, mình xé đi nha rồi. Yes. Ui, có giấy gì nữa đây nè. Cái đây là cái thùng hình Aorus mấy bạn ơi. Ok, mình cũng thích cái case này lắm. Bây giờ làm sao ta, mình chắc mình phải lật qua mấy bạn. Ok. Bây giờ chắc là mình sẽ lấy thùng máy ra đi và mình nói chuyện tiếp mấy bạn ơi. Cái thùng máy này nó nặng lắm mấy bạn. Ui, muốn dùng quỳ trợ giúp không? Thôi chị Banda, để em tự khui của em được chị Banda. Đây là niềm đam mê của em chị Banda. Đây là PC của mình mấy bạn ơi. Mình vừa khui ra cái là mình hết nói nổi luôn các bạn. Nó nằm ở nguyên một trong cái phòng ngủ luôn mấy bạn ơi. Mới, quá trình mới. À, chuyển lên. Ơi, rút cái thánh này ra. Rồi, xong. Đây là con PC mà mình đã đặt mua mấy bạn. Ở cái này mình tự đi mua chứ mình không có đặt mấy bạn ơi. Và nó đã được giao tới nhà mình nè. Bây giờ mình cũng mở nắp ra. Rồi cái tay của mèo của mình nó là nó phá mà ơi. Mình mở nắp theo kiểu nào đó ta. À, hồi lúc trước này mình có thùng này rồi, mình nhớ là dặn đây nè mấy bạn. Bây giờ mình tìm cách mình tháo cái thùng máy này ra mấy bạn ơi. Để mình coi đầy đủ linh kiện của mình không mấy bạn. Trong quá trình mà mình mua bạn, mình phát hiện ra là có một cái men nó quá là thừa thải so với con máy tính của mình. Và nó lại mắc tiền nữa bạn, nên mình phải thay thế với một cái men khác. Bởi vì vậy á, nên cái quá trình chuyển máy của mình nó hơi bị chậm chút xíu mấy bạn. Nhưng mà đây, em cho mấy bạn coi cái máy của em mà đẹp cực kỳ chị Banda. Đi dây tuyệt vời. Okay. Chúng ta có bao gồm nguyên một cái tảng này, kêu bằng tảng nước nè chị Banda. Tảng nước này đi với quạt, quá trời đẹp luôn, của Aorus hết luôn nè. Tất cả này của Gigabyte hết luôn. Aorus Master nè, em thay cái men này nè chị Banda. Ghi cái RAM của em nè, em cũng bớt lại luôn nè chị Banda. Nó vậy là vừa đủ xài rồi chị Banda ơi. Cái kia á, người ta bảo là cái con máy này á chỉ dùng để chơi game thôi. Nên nó hơi phí, em không dùng con máy để livestream, em chỉ dùng để chơi game thôi chị Banda. Nên nó hơi phí, nên người ta thay đổi lại cho em một chút xíu, nhưng mà vẫn phải giữ lại cái con 3090 của em chị Banda. Thì tới giờ mình đã lắp được thùng máy rồi bạn, chắc tối nay mình phải lắp vô để mình chơi riêng mấy bạn ơi. Mình phải được tận hưởng cái con máy này. Tôi không cho mèo chơi máy của tôi đâu nào. Để cho thái tử với hoàng tử chơi cá. Thôi mèo được, né con mèo ra, né nó ra, tôi không muốn nó phá đâu mèo. Mèo chạy rồi. Không chịu lại đâu mèo ơi. Cảm ơn mọi người đã xem video đến đây là được rồi mọi người. Không quà của GVM gửi quà. Thôi mèo. GVM còn gửi quà, mở đi. Mở ra con gì nữa. Mở đi, quà của GVM, quà là đặc biệt. Quà đi. Mở quà của GVM này đó. GVM quà. Đó. Mèo. Nó tự chui vô. Còn nữa nữa, còn món nữa. Cũng mở không mấy bạn ơi, đỡ quá. Tóm lòi hai lỗ tai luôn. Đi vô đi. Nè, còn đứa nữa đây luôn. Quà của GVM. Ở đây luôn. Mua PC được nhận quà lớn, quà khủng luôn á. Rồi đi chơi đi. Thì video của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Xong một cái quá trình build một thùng PC cho anh đến hút rồi đó mọi người. Mọi người có muốn build những con PC xịn và mạnh như thế này thì mọi người hãy đến với GVN nha mọi người. Và đừng quên là GVN có cái chương trình Back to School vào ngày 1 tháng 10 cho tới ngày 31 tháng 10 nha mọi người. Đến GVN để
trải nghiệm nha mọi người. Ok, bye bye mọi người.